trong vòng 2 câu là phải nói cho khách hàng hiểu là lợi ích là cái gì. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hải. Hiện tại thì tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Tôi đang làm trong lĩnh vực kinh doanh về sim số đẹp. Thì trong thời gian vừa qua thì thông qua một người bạn thì tôi có biết đến học viện Nick của thầy Nguyễn Thành Tiến. Thì tại học viện của Nick thì thầy chuyên đào tạo và dạy về bất động sản. Và thực tế thì khi trước đây tôi đến lớp học thì tôi cũng là một người rất là mới về lĩnh vực bất động sản này. Tuy nhiên thì sau một quá trình học tại học viện Nick thì tôi đã nhận được rất nhiều những cái bài học từ thầy Nguyễn Thành Tiến. Thực tế từ thầy đã làm và thầy chia sẻ cho tất cả mọi người thì tôi thấy những điều này rất là tuyệt vời. Và cảm nhận của tôi thì sau khi xong cái lớp học thì tôi đã trang bị được cho mình rất là nhiều kiến thức. Thì bên cạnh đó thì cũng như là những cái mối quan hệ chất lượng tại lớp học. Và tôi cảm thấy rất là những cái này nó là vô giá trị chứ không cần tính được bằng tiền nữa. Thì thông qua cái video này thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới thầy Nguyễn Thành Tiến cũng như là anh em hỗ trợ trong cộng đồng Nick đã tạo ra một cái lớp học rất là tuyệt vời. Cảm ơn ạ.